Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Một câu chuyện tâm linh có thật do Ni sư Trí Hải kể lại. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vào khoảng năm 1978, chùa chúng tôi xảy ra một biến cố lớn làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm rùng rợn về tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 75, thì chắc chắn những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ. Và chùa chúng tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cái cảnh dập dìu tài tử gia nhân đua nhau tới chùa tìm hiểu sự vụ hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng vì sự cố đã xảy ra vào một thời điểm rất căng cho các chùa chiền. Thêm nữa, chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi, thì còn ai biết được một sự cố hy hữu đã xảy đến. Đương sự hiện nay là một ni cô đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo học cao học. Một hôm về thăm chốn tổ chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định, chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, cô đã kể lại chuyện đời của cô cho tôi nghe. Tâm Tưởng là pháp danh cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết đến đạo Phật là cái gì cả. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya, thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô hét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ nhõm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc một tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám phá ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp. Cô gái trở lại đại học xá, đang học thi thì bỗng tin được cha chết. Cô chạy như bay về nhà, vào lúc giữa trưa đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường xe hơi, nhưng kỳ lạ thay, không bị một chướng ngại gì suốt cả quãng đường dài gần 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm bỏ vào quan tài, khằng kín mít chỉ chờ cô về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà ông thầy coi lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra mà đâm bổ vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây nịt quan tài, mở tung cái nắp hòm, moi vứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác chết. Cho đến khi lộ gương mặt thay ma, rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát. Xong chạy ra giữa đường cười ha hả lên, ta đã trả được mối thù, ta đã trả được hai mối thù. Mọi người quá bất ngờ, không kịp phản ứng vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả dạ. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay và vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào can ngăn nhưng đều bị gạt cho té nhào. Sau đó hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó người ta được biết câu chuyện đại khái như sau. Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong đời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà toan mổ cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị phụ tình kiếp trước
tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ, gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi vào những ngày thất trai tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rợn óc vì tiếng cười rùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt 3 đêm thắp hương giữa trời cầu khấn, vị nào có phép thần thông, cô chưa hề biết Phật, xin hãy giải nỗi oan khiên nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm, xin hòa thượng thế pháp quy y. Trong nhà không ai biết đến chùa và hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lại hòa thượng trụ trì như tế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái mình, thì cô gái đứng sừng sững ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái, quát lên, quỳ xuống. Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ dâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai, quỳ xuống, thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói, vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ. Theo những gì xác cô gái nói thì đấy là một thiền sư mang một cái tên bằng tiếng Phạn, đã viên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc. Vì cảm lời cầu khẩn của cô gái nên muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa Ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra, trong khi vị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng một chuyện kỳ lạ xảy đến làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Mỗi lần bước vào cổng trường là cô tự nhiên bị câm không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô gái hành điệu như tất cả những người tập sự xuất gia khác, nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu, muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn nhừ tử của sư trưởng tôi. Một hôm, sau khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch. Bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Y có ý nghĩ thối lui về nhà không muốn tu, nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải oan nghiệp giữa con và y mà thôi. Sư trưởng tôi bảo hồn ma, bây giờ ta quy y cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi có chịu không? Dạ dạ, thế thì tốt lắm bạch sư trưởng. Hồn ma có vẻ mừng rơn, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. Xin sư trưởng quy y cho con luôn. Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy y cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tín, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy cô gái được yên ổn tu hành không bị quấy nhiễu. Bẵng đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia sau giờ chỉ tịnh, tức là khoảng 9 giờ tối,
Giờ mà tất cả các tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền niệm Phật trước khi nằm xuống ngủ. Cô gái chạy sòng sọc vào liêu của sư trưởng trong khi mọi người đang ngồi thiền. Người quát hỏi, ai đó, tâm tín hay tâm tưởng? Cô gái trả lời ngay, dạ, con là tâm tín. Cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng, vì lúc đó vào mùa an cư khí trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rợn óc. Sư trưởng bình tĩnh dạy, ta đã bảo ngươi hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả ngươi lẫn nó cùng khổ cả không? Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua sát cô gái. Dạ, bạch sư trưởng, con không theo nó nữa. Con chỉ muốn đến báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng. Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu. Và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại nữa. Nghe xong chuyện Nico kể, khi kể chuyện này thì cô gái đã là một tỳ kheo ni trong đạo. Tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam hoặc khoác lốt người nữ, cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn khi mang thân nam nhi và tự ti khi khoác hình hài nữ nhân đều vô lối. Lại nữa, bản chất mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu ai. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là chuyển hóa mà người và súc sinh cũng thay nhau như bợn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn rết như chơi. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, kể cả oan hay ân. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm với bất cứ ai, vì sẽ rất hiểm cho chính mình. Nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy, nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảnh từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người đều ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng, là được tái sinh làm thân người để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Tháng 7 năm 1995. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Bồ Tát Mỉm Cười. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chị bạn tôi là một Phật tử thuần thành, tu tập ở chùa Phật Ân Mỹ Tho. Chị là giáo viên trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, hiện đã nghỉ hưu. Hồi ấy kế bên chùa Phật Ân có một thư quán, còn gọi là phòng phát hành chuyên bán kinh sách, pháp khí và các vật dụng như áo tràng, chuỗi hạt. Nói chung là văn hóa phẩm liên quan đến Phật giáo. Chị thường xuyên trực ở quán và tôi mỗi khi ghé qua chùa cũng hay lân la trò chuyện luận bàn đạo pháp, trao đổi những chuyện huyền diệu thuộc về tâm linh của mỗi người. Chị kể nhiều chuyện trải nghiệm diệu kỳ về Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng với tôi ấn tượng và đặc sắc nhất là chuyện Bồ Tát Mỉm Cười. Lúc chị còn đi dạy học, bây giờ cha của một học sinh trong lớp của chị bị bệnh nặng, đang nằm ở bệnh viện với bệnh tình hiểm nghèo, cầm chắc là không qua khỏi. Thương hoàn cảnh gia đình học sinh này đơn chiếc và khó khăn, chị đã vào viện giúp đỡ cùng hỗ trợ tinh thần. Đúng lúc người bệnh sắp ra đi, chị hướng dẫn hai mẹ con tích cực thành khẩn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa niệm Phật vừa đưa thi hài về nhà.
Chị cũng lo sắp xếp giúp đỡ công việc hậu sự, miệng luôn niệm Phật và nhắc nhở hai mẹ con người học trò không ngừng niệm Phật A-di-đà để trợ tiếng cho hương linh siêu thoát. Chị kể, khi đang sắp xếp công việc tang lễ, bỗng nhiên chị nhìn lên Bồ Tát Quan Thế Âm mà gia đình người học trò đang thờ, chợt thấy Bồ Tát mỉm cười rất sống động. Quá kinh ngạc với chuyện bất ngờ này, chị buộc miệng nói với hương linh: "Này anh ơi, sao tôi cũng thờ Bồ Tát Quan Thế Âm ở nhà đã nhiều năm rồi mà có thấy mẹ mỉm cười đâu, sao ở đây Bồ Tát lại cười?" Chị vợ của người chết bỗng nhiên hai chân khuỵu xuống, nói bằng giọng của người chồng vừa mất. Nhiều người cho rằng hiện tượng này là hương linh người chồng nhập vô nói: "Cảm ơn chị vô cùng vì chị đã giúp đỡ và hộ niệm cho tôi. Chị hãy tin tôi, Bồ Tát nói sẽ còn thưởng cho chị nữa vì tấm lòng nhân ái của chị." Nghe vậy, chị ngạc nhiên vô cùng. Sau đó chị vẫn đi dạy học và sinh sống bình thường. Gia đình chị ở trong một căn phòng chật hẹp, hư hại nặng được nhà trường cho ở tạm vì không có nhà riêng. Duy chỉ có một điều là nỗi lo của gia đình chị ngày càng lớn vì có vẻ như căn nhà sắp sập đổ. Một buổi chiều, có người bạn quen đến rủ đi mua đất xây nhà. Chị trả lời là chưa đủ tiền nên không dám, thì người bạn ấy nói cứ đi coi, nếu đủ duyên thì sẽ giúp đỡ. Thế rồi thật là thuận duyên, được nhiều người hỗ trợ cho mượn tiền và cuối cùng chị cũng xây xong được căn nhà nhỏ. Tối hôm ấy, ông xã chị nằm mơ thấy Bồ Tát kêu gia đình chị ngày mai dọn sang nhà mới gấp. Vậy là chị đã chuyển nhà dù vẫn còn nhiều nợ nần. Kinh ngạc là khi gia đình chị vừa dọn đi thì tối đó căn nhà cũ, phòng ở tạm trong trường Nguyễn Đình Chiểu đổ sập hoàn toàn. Thật là kỳ diệu, nếu ở lại thì chắc chắn cả nhà sẽ không tránh được thảm họa. Suy ngẫm tượng tầng mới hay Bồ Tát Quan Thế Âm đã thương và cứu giúp gia đình chị với đủ nhân duyên gặp được điều lành, tránh được khổ nạn. Câu chuyện xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!